Chủ tịch nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Sáng ngày 19 tháng 12, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của 695 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,1 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Sinh viên hiện nay rất giỏi giang, tư duy sắc bén, tự tin. Phát biểu với các bạn sinh viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai, nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia trong tương lai. Đảng, nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh của dân tộc và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên, trở thành lực lượng trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy thế hệ sinh viên hiện nay rất giỏi giang, tư duy sắc bén, tự tin. Nhiều cán bộ hội và sinh viên tiêu biểu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang ngồi trên ghế nhà trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tới tham dự đại hội và rất ấn tượng với sự đổi mới, trẻ trung và sôi nổi tại đại hội. Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ tịch nước cho rằng còn không ít những hạn chế trong công tác hội và phong trào sinh viên, trong đó có những biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận sinh viên như mục tiêu, động cơ học tập chưa rõ, chưa xác định rõ tâm thế của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước, thiếu ý chí vươn lên giao tiếp và hành xử còn có biểu hiện lệch lạc, chưa chủ động tự trang bị kiến thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập. Vẫn còn tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội, chất lượng phong trào sinh viên chưa đồng đều. Vì thế, trước những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với cả dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội sinh viên Việt Nam trình đại hội, Chủ tịch nước gợi ý một số nội dung để Hội sinh viên nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, mỗi sinh viên Việt Nam cần thấu hiểu, để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Với xương máu của hàng triệu người con đất Việt, để gìn giữ toàn vẹn non sông, giành lấy quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu, bước vào đời lập nghiệp không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà còn là truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam, là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác. Cho đến hôm nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước, là thành viên của 70 tổ chức khu vực và toàn cầu, là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và đang vững vàng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Những truyền thống ấy, niềm tự hào ấy cần được các cấp hội lan tỏa, thấm sâu vào mỗi sinh viên để mỗi sinh viên tự hào, tự tin bước vào cuộc sống và bước ra thế giới. Nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập, chỉ có học tập tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên, gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ. Hội sinh viên cần phải tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để lý giải và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Chủ tịch nước lưu ý, chúc mừng đại hội đã hiệp thương, chọn cử Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ mới. Chủ tịch nước mong rằng, Ban chấp hành sẽ là trung tâm đoàn kết, cùng với cán bộ hội trong toàn quốc thực hiện thật tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam. Nhân dịp này,
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam. Tăng cường định hướng, hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.